Kính chào các thầy cô giáo, hôm nay tôi xin giới thiệu với các thầy cô giáo về cách thức để tạo một lớp học online nhằm kiểm tra các hoạt động học tập của sinh viên thông qua cái kênh trên YouTube mà chúng ta đã up các cái bài giảng lên. Tuy nhiên thì rất nhiều thầy cô sẽ không biết rằng là sinh viên của mình có làm đúng hay không, hoặc là ví dụ như là cần thực hiện các bài kiểm tra thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Thế thì đầu tiên chúng ta để thực hiện một cái tình hình kiểm tra cái tình hình của lớp học của sinh viên trên kênh YouTube của khoa, các thầy cô có thể tạo một lớp học và thực hiện việc giao bài giống như sau. Bước 1 là chúng ta mở trình duyệt internet, gõ vào thanh địa chỉ là class.google.com. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập bằng địa chỉ email do trường cung cấp, tạo lớp học theo môn học mình phụ trách, nhớ nút cộng để thêm các cái sinh viên, mở file Excel chứa email mà cô Hà giáo vụ đã khoa đã gửi cho chúng ta, copy danh sách email và paste vào lớp học, nhấn add sinh viên vào, và sau đó chúng ta tạo bài tập hoặc là tạo các cái bài kiểm tra. Thế này, cụ thể như sau. Đầu tiên tôi mở trình duyệt. Ở đây tôi đã tạo sẵn lớp rồi. Đây có classroom, các thầy cô để ý classroom.google.com. Sau khi mà chúng ta mở thông này, chúng ta sẽ ấn nút tạo lớp học. Tạo lớp học. Ví dụ tên học phần bắt buộc, marketing căn bản, phần này thì các thầy các cô có thể là trước kia thì do tuần 1, tuần 2, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đánh vào đây là học kỳ 2, năm học 2019-2020. Chủ đề của lớp học là gì? Đấy, tùy theo chúng ta có thể tạo chủ đề hoặc không tạo chủ đề. Đấy. Hoặc là chúng ta đưa vào đây là thực hiện kiểm tra tình hình học tập online phòng học, tùy theo chúng ta. Tôi tạo phòng số 1 bởi vì chúng ta chỉ có một nhóm duy nhất. Sau đó chúng ta nút tạo. Sau khi chúng ta đã tạo xong, thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ đưa sinh viên vào. Chúng ta ấn vào mọi người. Này, sinh viên, ấn nút cộng này. Mời học viên. Sau khi chúng ta mở đây, chúng ta mở tiếp, chúng ta tạm thời đóng cửa sổ xuống. Chúng ta mở file Excel mà cô Hà, cô giáo vụ cô đã gửi đấy, danh sách lớp đấy. Đấy. Sau đó chúng ta mở file Excel ra. Chúng ta copy. Ấn vài chuột, ấn copy. Sau đó chúng ta mở lại trình duyệt. Chúng ta ấn paste vào đây. Đấy, và chúng ta ấn nút mời. Đấy, chúng ta ấn nút mời. Thế là xong. Bởi vì ở đây tôi đã tạo lớp học rồi, cho nên là về phần này thì tôi sẽ làm luôn cái bài mà tôi đã làm. Đấy thì chẳng hạn ví dụ như môn quản trị marketing của tôi. Đấy thì tôi giao bài tập trên lớp. Đấy, có rất nhiều cách. Đấy, việc đầu tiên là tôi sẽ vào bài tập. Tôi tạo. Đấy, có hai dạng, một là bài tập thường xuyên,
Hai là câu là bài kiểm tra mà đến định kỳ chúng ta cần phải thực hiện. Thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra các câu hỏi tình huống tùy theo các cái bài giảng của chúng ta khác nhau mà chúng ta sẽ làm. Ví dụ, bây giờ tôi vào bài tập. Tiêu đề của tôi, ví dụ là kiểm tra kiến thức tuần 2. Thế thì nội dung tuần thứ hai chúng ta dạy cái gì thì chúng ta đưa vào. Chúng ta đưa vào. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái ngày đến hạn của chúng ta là ngày nào. Và cái khi mà chúng ta chọn, ví dụ như là chọn ngày này chẳng hạn, ngày 4 thì ở bên dưới này có thời gian chúng ta sẽ định đến 23 giờ 59 phút, tức là trước khi hết ngày. Còn chủ đề có hay không thì tùy chúng ta có thể tạo chủ đề, chúng ta không tạo chủ đề. Tiêu chí chấm điểm thì chúng ta cũng có thể sẽ xây dựng cái tiêu chí chấm điểm để chúng ta xác định được cái bài đó chúng ta sẽ cho được bao nhiêu điểm. Cụ thể ở đây ấy, thì ví dụ tôi đã từ ngay từ tuần 1 tôi đã thực hiện cái bài kiểm tra của tôi. Đấy. Đấy, khi tôi đưa ra bài kiểm tra thì sinh viên họ sẽ sử dụng chính email của họ để họ làm bài và họ gửi lại bài vào trong đây. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này, đây Nguyễn Thị Minh Anh, đấy, tôi chưa cho điểm, bởi vì cái bài này quá hạn là tôi không chấm điểm nữa. Đấy, tôi bấm vào đây thì tôi sẽ biết được sinh viên đó trả lời như thế nào. Để tôi cho điểm vào đây. Đấy, ví dụ tôi cho bài này, sau khi tôi đọc xong, ví dụ tôi cho bài này 30 điểm chẳng hạn, trên 100, tôi ấn nút trả bài. Ấn nút trả bài. Tất nhiên bài này tôi đã không sẽ không cho điểm nữa, bởi vì bài này quá hạn rồi. Đấy, bài quá hạn rồi. Đấy, thì tôi ấn nút trả bài thì sinh viên sẽ nhận được cái kết quả điểm. Đấy, nhận được kết quả điểm. Đấy, thì từ đó chúng ta thấy là gì ạ? Sau khi mà chúng ta trả bài xong thì chúng ta có thể ấn nút trên này, đấy, cái mũi tên này, để chúng ta chuyển sang bài khác. Để những bài nào mà đã giao nhưng họ không vào làm thì nó sẽ hiện như thế này. Còn những bài nào mà giao, ví dụ như bài này giao và tôi đã chấm, đấy, thì có điểm rồi, tôi không phải chấm nữa. Bài này đã nộp nhưng tôi chưa chấm do nộp quá hạn, đấy, thì tôi cũng không chấm ở đây. Đây là ví dụ cái bài. Đấy. Đấy, ngoài ra chúng ta cũng có thể là chúng ta tạo bài kiểm tra. Kiểm tra lần 1. Ví dụ tôi đánh vào đây. Sau đó nếu mà các bạn làm bài trắc nghiệm các bạn ở đây, còn nếu mà các bạn ra câu hỏi, ví dụ là hãy trình bày nội dung khái niệm A B C D trong khoảng 500 chữ, 500 từ. Ví dụ vậy. Thế tôi sẽ tạo cái bài kiểm tra như vậy. Và ở đây thì chúng ta sẽ phải cho cái khoảng thời gian. Đấy, cho khoảng thời gian. Ví dụ như là 10 phút, 20 phút, 30 phút. Ví dụ trong ngày này này. Đấy, thời gian tùy chọn. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang làm là cái lúc này là thời gian của tôi hiện nay là 1 giờ 15 phút. Vậy thì tôi sẽ đưa là 13 giờ
xin lỗi, 14 giờ 15. Đấy, xong. Tức là sau cái khoảng thời gian đó, những ai nộp bài sau khoảng thời gian đó chúng ta sẽ không chấm. Chúng ta sẽ không chấm. Xin lỗi, 14, 2.15. Chúng ta sẽ không chấm nữa. Sau đó chúng ta giao bài. Đấy, chúng ta sẽ giao bài. Đấy. Và chúng ta lưu ý cái ngày. Đây, chẳng hạn đây, ngày đây, chúng ta chẳng hạn giao ngày 13 chẳng hạn. Thời hạn mà, thời hạn kết thúc. Đấy, thì tức là chỉ có một tiếng thôi. Sinh viên không làm thì coi hoặc là làm chậm hơn hoặc là làm nhanh hơn. Thì những cái nào mà không nằm ở trong cái khoảng thời gian chúng ta cho phép thì người, thì nó sẽ báo chúng ta là nộp muộn hay nộp đúng hạn. Ví dụ như ở đây chúng ta tôi giao bài tuần thứ nhất này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đấy, là người ta bản thân cái này nó sẽ cho chúng ta biết bài nào nộp muộn và bài nào nộp đúng hạn. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bài kiểm tra. Đấy, thiếu này, nộp muộn này, vân vân. Đấy, hoàn thành muộn đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, hoàn thành muộn hơn cái thời gian tôi yêu cầu. Đấy, sau khi chúng ta chấm xong thì dựa vào cái điểm chấm này chúng ta có thể nhập điểm bài tập hoặc nhập điểm kiểm tra vào trong cái file danh sách lớp mà chúng ta đã nhận từ phòng đào tạo. Thông qua đó chúng ta có thể đánh giá được cái quá trình kiểm tra, quá trình học tập của các cái học sinh của chúng ta. Đấy, trên đây là tôi đã trình bày xong về cái phương thức mà tôi hiện nay đang làm, để mong các thầy cô giáo có thể tham khảo nhằm phục vụ cho cái quá trình giảng dạy của mình nó phù hợp với cái yêu cầu của phòng đào tạo. Xin cảm ơn các thầy cô giáo.